chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Quý vị phải nhớ, 10 nguyện ấy giống như một tòa cao ốc 10 tầng. Lễ kính là tầng thứ nhất, xưng tán là tầng thứ hai, cúng dường là tầng thứ ba, sám trừ nghiệp chướng là tầng thứ tư. Càng về sau, càng phát triển cao hơn. Tầng sau nhất định bao gồm tầng trước, nhưng tầng trước chẳng bao gồm tầng sau. Tầng thứ nhất không bao hàm tầng thứ hai, nó có thể độc lập. Tầng thứ hai nhất định có tầng thứ nhất, không có tầng thứ nhất sẽ chẳng thể xây dựng được. Từ chỗ này chúng ta biết, nếu không có lễ kính, tâm cung kính chẳng thể sanh khởi, thứ gì cũng chẳng có. Quý vị không có tầng thứ nhất, toàn bộ đều chẳng có. Ngàn vạn phần chớ nên sơ sót. Nếu nghĩ cung kính qua loa một chút là được rồi, không được đâu nhé. Qua quýt không được, hễ qua quýt là thôi rồi. Vì vậy, quý vị thấy trong pháp thế gian, người Trung Quốc từ xưa đến nay tự hào Trung Hoa là lễ nghĩa chi bang. Chúng ta mở sách lễ ký ra xem, câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính. Quý vị thấy cổ nhân đặt lễ kính vào hàng đầu, bèn biết pháp môn này trọng yếu ngần ấy. Giữa những người quá thân thuộc với nhau, suồng sã một tí, cần gì phải bày vẽ màu mè như thế? Trọn chẳng biết đấy không phải là bày vẽ màu mè, mà lễ kính phát xuất từ trong nội tâm, tánh đức tự nhiên lưu lộ, lại còn phải vĩnh viễn chẳng suy, thì pháp thế gian và pháp xuất thế gian mới có thể kiến lập. Lễ kính hơi suy một chút, chắc chắn sau đó sẽ nảy sinh vấn đề. Người sáng mắt hiểu rõ, lễ số bị suy kém một chút, đó là tín hiệu cho thấy đoàn thể bị phân tán, sắp phải chia tay, đã có chuyện thay đổi. Vì thế, chúng ta phải hiểu rõ, chẳng thể điên đảo thứ tự. Cùng một đạo lý, Bồ Tát tu sáu ba la mật, thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn. Nếu chẳng có bố thí, toàn bộ những điều sau đó cũng chẳng có. Kẻ không chịu bố thí, làm sao trì giới được? Chẳng thể nào. Không thể trì giới, làm sao kẻ ấy tu nhẫn nhục cho được? Trong Phật Pháp, đức hạnh có rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn không thể đảo lộn thứ tự các đức hạnh trong tu hành. Hệ thứ tự bị xáo trộn, bèn rối loạn, đến cuối cùng chẳng có chuyện nào thành tựu. Đối với lễ kính, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật, từ cơ sở này mà tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đấy mới là công đức xứng tánh viên mãn. Làm sao có thể coi thường cho được? Những gì do chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ đã kiến lập, nhất định có đạo lý to lớn trong ấy. Chúng ta phải tin sâu, chẳng nghi, phải nghiêm túc học tập, tuân thủ các lời răn dạy mới hồng thành tựu. Phổ Giai Hồi Hướng là tầng lầu thứ 10 ở tận trên cùng, là chót đỉnh của bảo tháp. Phổ Giai Hồi Hướng nghĩa là gì? Chính là nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cơ sở của phổ độ là lễ kính.